Quốc kìa. Cho đi Hàn Quốc. Đấy, nói là sao được? Có người nói. Mấy em kêu qua đây vậy đến sao? Đó, nó mới quẩy cái túi này nổi nè, túi này nặng lắm nè. Cái túi như cái này. Dạ. Em bảo mà. Dạ không? Người mở túi cái túi này nặng nè cô hai, túi này nặng không dài đi, không có đây không, không thấy cái đồ gánh gánh ổng không cho gánh rồi giờ là hết gánh rồi giờ giờ cứ khổ nặng qua sông qua suối hiểu không. Năm nay âm muốn cho gánh nữa. Gánh để nhà treo lên này, tính bị treo lên nè, treo lên để thờ luôn rồi, để nghe mẹ thờ luôn rồi, ngon quá. Hết một ly trà đường, ba nữa rồi. Thêm ly thứ hai mới cho ly thứ hai nữa hả? Ba ly. Ba ly hả? Vậy là từng lát nhắc thêm một ly nữa là bốn ly quá. Chai bụi đế để cái bên đó không? Thôi mà. Trời ơi, chai bụi đế hả? Không phải, nó là bảy. Cái này nước ngọt. Phải không? Ngọt. Ngon thế. Ngon quá. Ngon quá hả? Ông nói cái này bột mà à, đâu phải cháo đâu. Nhưng mà cái tô này với cái tô con nấu tô nào ngon? Mà ông con nấu à, với cái tô này ăn cái thưởng thức nào ngon hơn? Cái nào ngon? Cái nào ngon? Con là con Út nấu á. Cái nào cũng ngon hết á. Cái này ngon đó. Yeah. Cái tô này không có chục chết đi. Tô không có mấy chớ nữa, cũng mấy trái nữa. Cái này có tô nào cũng ngon hết á. Này có nửa trái thôi. Trái nhỏ chứ. Cô hàng ngớt dữ vậy. Sáng giờ ba em mà làm bánh mì cái xịt tại vì bánh mì với chua với tương ớt không à, với muối tiêu vậy đó, ăn vậy đó. Chứ lên chờ được ổ phận quen chứ ổ quên đó, hắn dùng mấy ổ mì rồi không ổ à, một ổ hả chứ mấy hai ổ hả, thường bữa ăn hai ổ mà chú tới đi công tác cũng nó bụng người vậy chứ mì ngọt. Chai, chai mặn đầy đủ. Dạ, nửa đạo nửa đời. Dạ. Vậy thì ăn ngon anh lắm, ăn vị nằm rồi. Dạ. Ăn cái ngon đó. Dạ. Mà dạ. Dùng bánh mì ngọt với chị cái Thảo nha. Nhà làm á, làm bán gì? Dạ, đồ mì mà. Họ bán ngồi không mua cho ủng hộ chứ giờ bán không có lời ăn cái hết lời. Dạ. Dạ. Dạ thôi, cảm ơn nhiều. Dạ. Ở nhà làm ngon quá. Đây chút nữa mình thưởng thức bánh mì của lò bánh mì nha các bạn. Mở cháo cho chị luôn. À, cô hai. Cô đó ăn ngon cô hai. No. Của nhà mày ha. Dùng tự nhiên đi chú. Dạ. Này ngổ được rồi, miếng gì Thảo Thảo. Nhìn vô bánh mì nha. Ngon quá. Cô hai dùng cháo dùng mì thêm nha. Cô hai ăn cái này à. Nãy là mà cô cầm nước trà đó đúng không? Dạ dạ. Lâu cô tới đây cô cũng chịu cúng nữa. Có gì cũng cúng, chịu cúng mà hàng ngày thì cô tới cô tự cúng lên tụi con ha. Dạ. Yeah. Cái lâu rồi bấy cô hiểu rồi, dọn lên đi. Yeah. Dọn đi cúng. Là cái mình nấu nước trà dọn. Dạ. Yeah. Như bình thường cô cúng đi ra đường không ạ? Dạ. Bữa nào cô muốn cúng dọn ra đi. Em bán nhà cúng. Không có ăn bánh mì đó đâu. Sáng này nó nói ăn bánh mì dọn. Không quá. Cổ tới nhà này là cũng đó. Yeah. Bà chị kia bên Tiền Giang lấy cổ tới cổ đó cổ ông Tương. Dạ. Với ông xã chị của ông Tương năm nay được 17 năm. Dạ. Yeah. Trình không hả? À? Với mẹ cũng trình không hả? À? Bây giờ là ai cũng nói, ông ơi, bây giờ hả, ở bên đất khét rồi rồi qua ha. Mấy giờ trước cả mấy người cướp á nói ra thì không già rồi này kia nói có nhờ cô á Mỹ Long Tăng Hợi Trung Mỹ Long qua giờ rồi quen nữa gì dạ? Phượng ơi la này cái gì vậy? Nước suối, nước suối, rượu, rượu. Thôi 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 thôi. Đủ đó cô hai. Thôi thôi, đi uống cái này à. Rượu nước, nước suối là rượu. Nước suối, nước suối. Nước suối như rượu nha. Uống cái đó, anh mẹ ông không hút cho anh đâu. Nước suối, cha mọi ơi. Đây nè, lấy ly cụng nè. Ông mày. Mày đô duyên đó mày. Nước suối mà. Cô hai sợ uống rượu vô xỉn. Cô hai.
cũng đang gái. Dạ. Cô cũng ở, chị cũng ở gần đây hả? À? Nhà chị đây. Nhà chị là ở đây luôn hả? À? Nãy là ai góp nước ra người kia quá. À. Nói là mẹ. À. À, nãy cái chợ này cũng cả chục năm rồi, mà cô nói cái gì là có khách, yeah. Có cái gì là nói là khoảng, dù cô nói là khoảng đầu năm rồi, nửa năm thì sẽ có khách, có chuyện ra liền. Cô cũng như đang quản lý các chợ đó, đi vòng vòng đó. Thành gì nói là có, nói nha, chứ không ai nói. Như cái chuyện gì cô hay thấy, cô hay mới nói không? Nói chưa? Nói chưa? Cô có trách nhiệm để nói, giống như ông Hai vậy. Ông Hai bệnh gì có trách nhiệm để nói, giống như cô Hai cũng đang trước khi con cháu cũng ông Hai cũng dái các ông về ăn mà. Đặc biệt là cái vỏ sách của cô Hai nặng khoảng chục ký, cô Hai quải đi.